không có sạn cát. Trong quá trình chế biến, từ thổi sôi, nấu nhân, làm bánh, các dụng cụ cũng như bàn tay của người chế biến phải được vệ sinh sạch sẽ, tránh nhiễm bẩn vào sản phẩm. Tuy quy trình sản xuất được làm thủ công, nhưng từ khâu đầu đến khâu cuối đều phải đảm bảo chất lượng cũng như vệ sinh an toàn thực phẩm. Thị trường ngày Tết khá sôi động, trong đó các bạn biết rất nhiều bánh công nghiệp sản xuất, trong đó một số mặt hàng bánh truyền thống của dân tộc cũng được đưa ra phục vụ, chẳng hạn như bánh dày, bánh chu xe, bánh gai, bánh đậu xanh, các bạn bánh đó cũng tham gia thị trường Tết. Nếu không chấp hành các điều kiện vệ sinh thì sẽ có những vấn đề ảnh hưởng đến nguy cơ là ngộ độc thực phẩm khi sử dụng các loại bánh truyền thống. Vậy các bạn nên nhớ là các cái nguy cơ thông thường hay gặp, cái thứ nhất là các cái điều kiện về mặt vệ sinh môi trường, ngoại cảnh trong khu vực chế biến, hệ thống cung cấp nước sạch là những yếu tố có thể gây đến mất vệ sinh cho trong quá trình sản xuất của các loại bánh truyền thống. Thứ hai là các cái vệ sinh về mặt dụng cụ, đặc biệt là trong cái sản xuất các loại bánh truyền thống thông thường là không qua giai đoạn nhiệt về phía sau, cho nên thường dùng trực tiếp bằng các dụng cụ chứa đựng, rất dễ gây ra. Một cái điều đặc biệt thứ ba nữa là trong bánh truyền thống thì cái nguyên nhân rất hay bị gặp là vệ sinh cá nhân, đặc biệt bàn tay của những người sản xuất bánh truyền thống. Một cái khâu nữa là khâu bao gói của bánh truyền thống cũng rất dễ gây đến những cái nhiễm trùng đối với thực phẩm, đó là những cái loại lá chuối, lá dong hoặc là các túi ni lông họ đừng thường sử dụng để bao bọc các loại bánh đó. Chúng ta hết sức chú ý khâu vệ sinh đó. Và điều cuối cùng, một cái nguy cơ nữa cũng thông thường sẽ xảy ra gặp, đó là cái quy trình, cái quá trình bảo quản để đưa bánh ra thị trường. Bánh truyền thống là bánh mà thông thường không mang những cái nhãn ở trên đó, cho nên họ không biết rõ được những cái thời hạn dùng, cho nên là cái quá trình bảo quản thì cần phải chú ý. Nếu như các nhà sản xuất coi trọng vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trong quy trình sản xuất, thì những chiếc bánh truyền thống như bánh dày, bánh cốm, v.v. là những mặt hàng được người tiêu dùng ưa thích trong các dịp Tết, lễ hội và cưới hỏi. Để kết thúc chương trình, chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị và các bạn hai tiểu phẩm về cách lựa chọn thực phẩm. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cái ông này làm thế không biết được. Đã bảo về sớm sớm để nấu cho con ăn, nó còn học hành, giờ vẫn chưa thấy về. Đây rồi, đừng chờ mãi. Đâu, riêng đây. Anh mua bao nhiêu lạng đây, mua bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền có cân có lạng cả đấy. Mua của con mẹ tí thẹo đấy. Mua bà tí hả? Sao cái hàng này nó đông thế không biết. Anh mua miếng thịt hôm nay ngon đấy anh ạ. Ngon chứ. Sao? Miếng thịt ngon á, là phải có màu hồng. Hồng. Màu đỏ sẫm. Tươi. Dẻo. Dẻo. Dính. Bề mặt nó phải khô ráo. Khô chứ sao? Và có sự đàn hồi này. Đấy. Đàn hồi đấy chứ sao? Không có mùi ôi thiêu. Và không có mùi thuốc kháng sinh. Mỡ của nó phải trắng hoặc có màu vàng tự nhiên. Anh thấy không? Tóm lại là anh mua đấy lại cũng được chứ nhỉ? Anh mua miếng này ngon lắm. Được thế anh ạ. Được hết cho kinh được. Hôm nay đi chợ khéo. Phải khéo chứ, chợ không khéo. Lựa chọn thịt. Hãy lựa chọn thịt tươi, tức là thịt chưa bị biến chất, chưa bị phân hủy, vẫn giữ nguyên trạng thái cảm quan và tính chất của nó. Đặc điểm của thịt tươi: màng ngoài thịt khô, không bị nhớt. Thịt có màu hồng hoặc đỏ sẫm. Trên bề mặt không có mảng bầm tím, tụ máu. Khối thịt rắn chắc, có độ đàn hồi. Lớp mỡ có màu trắng hoặc vàng tự nhiên. Không có mùi lạ, mùi ôi thiêu, mùi thuốc kháng sinh. Mặt cắt thịt thấy khô, sáng. Tủy thịt tươi, đàn hồi, bám chặt vào thành ống tủy. Không tươi, cá nó còn sống nguyên anh ạ. Còn sống nguyên à? Vâng. À, tốt nhất đấy, này nhé.
tươi đây này. Đúng rồi, em mua đúng rồi. Mà thêm có đó thì rắn, nó dính liền với xương sống này. Vâng. Thế tóm lại ấy, mà cá, nếu mà là thì em phải đặc biệt là không được mua những loại cá mà có cái mùi vui, mùi đặc biệt, mùi khác. Vâng. Thì cá mới ngon mới tươi được. Tối nay á, bố còn ăn, anh còn được một bữa ngon lành nữa cơ. Ừ, thì tốt quá, thì mọi chợ em thì gọi thôi, bố con anh được nhờ sao. Bây giờ anh giúp em một tay nhé. Ừ, lắm 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 lắm. Lựa chọn các loại cá. Tốt nhất là mua cá đang sống, còn bơi trong nước. Cá đã chết thì phải đảm bảo còn tươi, tức là chưa bị ươn. Đặc điểm của cá tươi là thân cá co cứng, độ đàn hồi tốt. Thân không bị chảy thõm xuống khi đặt cá lên lòng bàn tay. Mắt cá trong suốt, nhãn cầu lồi, giác mạc đàn hồi. Miệng ngậm cứng, mang màu đỏ tươi, dán chặt vào hoa khế. Vây tươi, óng ánh, dính chặt vào thân cá. Không có niêm dịch hoặc có một ít niêm dịch, không có mùi. Bụng bình thường, không phình, không bị vỡ. Hậu môn thụt sâu, màu trắng nhạt. Thịt rắn chắc, đàn hồi, dính chặt vào xương sống. Không có mùi lạ, mùi hôi, ươn. Chương trình sức khỏe cộng đồng của chúng tôi đến đây là hết. Xin chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang, thịnh vượng. Xin thân ái chào tạm biệt.